Xin chào mọi người. Nhiều người hỏi là cái con chó nó kém ăn, nó biếng ăn thì làm cách nào? Hay là nó bỏ ăn, ăn ề à, đưa cho đút cho nó thì nó ăn, mà không đút cho nó thì thôi. Pila xuống đây đi. Pila. Pila. Merci ra đây. Vòng đây. Ok. Siro. Vòng được bạn. Đây. Con ăn này là nhiều ấy, chứ không có ít đâu. Chó kén ăn, chó biếng ăn hay là chó lười ăn thì cái cách trị như thế nào? Thì nó rất là đơn giản thôi. Chúng ta chỉ cần cho nó ăn ít đi. Cái lượng ăn ít đi và cái số bữa ăn ít đi, nếu mà chúng ta cho ăn một ngày nhiều bữa thì sau vài ngày thôi, con chó nó sẽ ăn khỏe lại, nó sẽ ham ăn lại. Trong cái trường hợp của con chó nó không có một cái bệnh gì ở trong người thì chỉ cần cái cách xử lý đơn giản thế thôi. Giả sử bình thường mà chúng ta cho ăn một cái bát này đi, thì nếu mà con chó nó lười ăn, nó kém ăn ấy, thì chúng ta chỉ cho một nửa bát thôi, hoặc là có thể chúng ta cho 1/3 bát. Đó, đấy là giả sử cái bát đấy thôi, chứ còn cái bát này nó to lắm. Bình thường một người cho ăn có thể là một nửa bát này thôi đã là ok rồi. Thì chúng ta chỉ cần giảm ăn cho con chó đi, cả về số lượng thức ăn và cả về cái tần suất bữa. Một ngày mà cho ăn 2 bữa, 3 bữa thì giảm đi, một ngày có thể cho ăn 1 bữa thôi cũng được. Còn với cái con chó con ấy thì cái số bữa chúng ta không giảm được, thì chúng ta giảm lượng ăn. Chúng ta có thể cho mỗi bữa chúng ta chỉ cho nó ăn 1/2 hoặc 1/3 cái lượng ăn mà bình thường chúng ta cho nó ăn thôi. Và chúng ta giữ nguyên cái lượng ăn đấy trong khoảng 3 đến 4 ngày. Với những con mà nó gan lì thì có thể là phải giữ cái lượng ăn ít ấy, trong một tuần thì con chó nó sẽ ham ăn. Đến khi nào ấy mà con chó nó ham ăn ấy, chúng ta sẽ cho nó ăn ít thôi. Nhưng đến khi nào mà con chó nó ham ăn ấy, thì chúng ta vẫn giữ nguyên cho ăn ít, chứ chúng ta không cho ăn nhiều lên ngay. Mà chúng ta giữ nguyên cho ăn ít trong 2, 3, 4 bữa tiếp theo từ cái lúc mà con chó nó ham ăn. Để làm gì? Để cho con chó nó sẽ nhớ được là cái cảm giác đói nó như thế nào. Trong 2, 3, 4 bữa là để nó nhớ được rồi. Thì lần sau ấy, là khi mà con chó nó chán ăn, chúng ta chỉ cần giảm đi một bữa thôi là con chó nó sẽ nhớ lại ngay cái cảm giác đói như thế nào. Thì nó sẽ ăn ham ăn lại. Còn thực ra mà nói là các con chó nó ham ăn hay là các con chó nó biếng ăn đấy, là đôi khi nó còn do vấn đề sức khỏe của nó nữa. Có thể thời tiết nó thay đổi, có thể con chó nó yếu mệt trong người thì nó kém ăn một bữa, nó là chuyện bình thường. Trong cái trường hợp mà con chó nó kém ăn một bữa như thế thì chúng ta bữa sau chúng ta cũng giảm đi một nửa. Bởi vì sao? Khi mà cho con chó ăn ít ấy, là cái hệ tiêu hóa của con chó nó được nghỉ ngơi, cái dinh dưỡng mà cung cấp cho con chó nó vẫn đạt được một mức độ nào đấy, nhưng mà cái hệ tiêu hóa của con chó nó được nghỉ ngơi bởi vì ăn ít hơn, đỡ đầy bụng, cơ thể nó không bị mệt, không bị mất sức, thì nó cũng tốt cho con chó hơn. Nó kích thích cái quá trình ở trong cái cơ thể của con chó. Trong cái trường hợp mà con chó nó mệt mỏi, nó hoặc là nó kém ăn, hoặc là kể cả trong trường hợp con chó nó mệt mỏi, thì mọi người cũng nên giảm cái lượng ăn đi 1-2 bữa, sau đấy thì tăng ăn lại đó. Còn để cho con chó nó tiêu hóa tốt thì mọi người dùng xem cái video cái chimi powder này nhé, giúp cho con chó nó hấp thu tốt, nó tiêu hóa tốt. Bởi vì có rất nhiều con chó ấy, nó kém ăn là bởi vì là nó tiêu hóa, nó bị mệt mỏi vì tiêu hóa. Chúng ta có thể cho chúng nó ăn ít chứ không cho nó ăn nhiều, nhưng con chó nó vẫn kém ăn. Đấy là những con mà trong cái rơi vào cái trường hợp là cái cơ thể nó bị yếu mệt ở trong người. Còn những cái con mà bệnh gọi là bệnh chó nhà giàu là nó luôn luôn được ăn thừa, không cần biết nó ăn cái gì nhưng mà con chó nó luôn luôn được ăn thừa, thì nó sẽ thành con chó biếng ăn, kén ăn, ăn trọn, hoặc là bữa ăn, bữa bỏ. Đó, thì trong cái trường hợp mà chó nhà giàu ấy thì đơn giản cho nó thành chó nhà nghèo đi là nó sẽ ham ăn. Còn cái trường hợp mà không phân biệt giàu nghèo, là cái trường hợp mà con chó nó yếu mệt trong người thì nó kém ăn, thì mọi người tham khảo cái chimi powder này nhá. Đó, video mà hữu ích thì mọi người like và chia sẻ, và mọi người kiên trì thực hiện như vậy, kiên trì thực hiện cái việc mà giảm cái lượng ăn cho con chó trong
những cái con mà gan lì nhất thì mọi người cứ kiên trì thực hiện một tuần liền, chắc chắn con chó nó sẽ ham ăn lại. Còn bình thường ấy, đa số ấy, chỉ sau khoảng 3 ngày thôi là con chó nó sẽ ham ăn lại ngay. Nhưng mà khi mà nó ham ăn lại thì mọi người nhớ là khi mà con chó nó đã biết đói rồi và nó ham ăn, nó ăn ngon miệng rồi thì chúng ta vẫn phải giữ cái lượng ăn ít, có thể là chỉ một nửa cái lượng ăn bình thường thôi, là cho nó sau 2-3 hoặc 4 bữa tiếp theo nữa, để cho nó vẫn biết nó đói rồi nhưng nó vẫn bị ăn đói tiếp. Thì con chó nó sẽ, một là cái cơ thể của nó được kích hoạt, hai nữa là nó sẽ nhớ cái cảm giác đói. Thì về sau ấy, chúng ta nếu mà nó hề à, nó ăn hề à, chúng ta chỉ cần giảm một bữa thôi là nó nhớ rồi. À, Pila ngồi đây. Đó, nhìn Pila đó. Bạc râu rồi nhưng mà ăn ấy thì lúc nào cũng phải vét, phải bắt bát thì nhẵn bóng. Mà thế là tốt nhá. Ok, Pila ngồi yên đấy nhá. Không, đi đâu? Pila, ngồi yên đấy. Ngồi đấy để anh quay một đoạn video. Ngồi yên. Các con siro này là cho ăn xong rồi, đến lúc nhờ nó để quay một đoạn video mà nó chuồn luôn. Pila xích vào giữa nào. Pila. Không. Pila đi đâu? Anh cần một người mẫu. Được rồi, ngồi đấy. Messi có làm người mẫu được không? Lên ghế đi. Pila nhìn vào đây nào. Nào anh zoom này. Đúng rồi, xinh lắm. Được, ok đấy. Xinh luôn. Nhìn thẳng vào đây này, máy quay đang chĩa vào Pila nhá. Quá xinh luôn đấy chứ không phải xinh bình thường. Tuyệt vời đấy. Ok luôn. Xinh quá. Đó, mọi người thấy người mẫu Pila xịn chưa? Tuyệt vời chưa? Xinh lung linh luôn. Rồi, chưa xong, mới khen một tí. Còn chưa xong, đúng rồi, ok. Nào, làm một kiểu ảnh nhá. Làm một kiểu ảnh nào. Để anh chỉnh lại máy đã. Ok, làm kiểu ảnh nào. Anh đếm 1, 2, 3 nào. 1 2 3 nào. 3. Pila thích chụp ảnh liếm mép à? 1, đếm lại này. 2 3 nào. Cười thật tươi, nhìn thẳng vào đây. Đây. Nhìn thấp xuống. Pila. Thấp xuống. Thấp xuống dưới, nhìn tay anh nhá. Thấp. Rồi, ok. Rồi, xinh rồi. Thế là được rồi, tuyệt vời rồi. Đó, người mẫu Pila. Được, xong.